kênh Món Ngon Mỗi Ngày, Ngọc Hương và anh Huy xin kính chào quý vị khán giả. Ủa anh Huy ơi, hôm nay anh làm món gì mà em thấy anh bày quá chừng rau luôn? Các bạn biết không, trong một bữa cơm hàng ngày mà chúng ta có một dĩa salad rau dưa ăn thật là giòn và mát. Rau dưa có tác dụng làm cho da dẻ hồng hào nè. Ngoài việc sử dụng làm các món rau sống hàng ngày thì chúng ta có thể dùng nó để làm một vài món cuốn ăn rất là ngon. Món cuốn hả anh Huy? Em thì rất thích những món cuốn đó. Có nhiều rau thì tốt cho sức khỏe. Mà không biết món cuốn trong ngày hôm nay anh muốn giới thiệu cho Ngọc Hương cũng như quý vị khán giả là món cuốn gì đây? Đảm bảo là em nhìn xuống là em biết ngay. Em thấy gì chưa? Wow, cá tôm nè, cá thịt ba chỉ nè. Đây nữa. Bánh tráng. Bánh tráng. Vậy là trong ngày hôm nay anh làm món gỏi cuốn tôm thịt đúng không? Không sai vô đâu được. Để làm món gỏi cuốn tôm thịt thì chúng ta cần có tôm, thịt ba chỉ, bún, dưa leo, hạt, rau thơm, salad, giá, hành tím củ, bánh tráng, tỏi băm, ớt băm, hạt nêm Aji ngon, sốt tương Lisa và một gia vị nữa, đó chính là sốt mayonnaise Lisa. Đầu tiên là chúng ta bắt đầu luộc thịt. Ngọc Hương rất là nhớ kỹ cái cách luộc thịt đó anh Huy. Chúng ta sẽ luộc thịt trong nước lạnh và đập vào nồi nước luộc 2 củ hành tím đập dập cộng với một ít hạt nêm Aji ngon. Đúng rồi. Trong lúc chúng ta đợi thịt chín thì chúng ta sẽ sơ chế phần dưa leo. Dưa leo chúng ta cắt từng thanh. Tất cả các loại salad và rau thơm chúng ta rửa sạch để ráo nước, giá lặt sạch và hẹ chúng ta cắt khúc. Bây giờ trong lúc chờ đợi thịt chín chúng ta sẽ trộn sốt với công thức 4 muỗng mayonnaise. Phải đúng theo công thức là 4 muỗng sốt mayonnaise hả anh Huy? Nếu mà Hương thích ăn béo hơn có thể thêm một chút xíu sốt mayonnaise nữa. Em vừa định hỏi như vậy đó, tại vì em rất là thích ăn sốt mayonnaise Lisa. 2 muỗng sốt tương Lisa. Dạ. Chúng ta đảo đều và cho thêm một ít tỏi nè, một ít ớt băm nè, trộn đều lên. Anh Huy ơi, Ngọc Hương nghĩ là thịt của mình đã chín rồi đó anh. Em có thể giúp anh vớt ra ngoài ngâm vô nước lạnh nha. Dạ. Mình tiếp tục cái nồi này mình sử dụng để mình luộc tôm. Đúng rồi. Quý vị và các bạn hãy một lần nữa ôm lại bí quyết này nhé. Chúng ta sẽ luộc thịt trong nước lạnh và sau khi thịt chín thì vớt ra cho ngay vào trong tô nước lạnh để thịt được ngon và giòn. Rồi hấp tôm vô luôn. Khi luộc tôm thì nước phải thật sôi. Dạ. Wow, công nhận là anh Huy làm sốt nhanh thiệt á. Như vậy là xong luôn hả anh Huy? Đơn giản phải không? Ngọc Hương miếng thử một miếng rồi. Rất là đơn giản. Em thử xem. Wow. Béo béo nè, mặn mặn nè, kết hợp hài hòa giữa sốt mayonnaise Lisa và sốt tương Lisa. Anh Huy này, tự nhiên cảm nhận của em chưa kịp nói anh Huy nói hết trơn rồi. Quả đúng như là lời anh Huy nói, sốt mayonnaise Lisa hòa quyện với sốt tương Lisa tạo nên một hương vị rất là đặc biệt và rất là ngon. Đúng rồi. Bây giờ thì chỉ còn chờ gỏi cuốn và mình chấm vô ăn đúng không? Tôm chín rồi phải không? Dạ đúng rồi anh Huy ơi. Thịt chúng ta sẽ sắc lát mỏng vừa ăn. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta cũng vớt tôm ra và cho ngay vào trong tô nước lạnh để tôm được giữ độ ngọt và màu sắc của tôm vẫn còn đỏ thì đỏ, nhìn thật là hấp dẫn. Sau khi tôm nguội chúng ta sẽ lột tôm, bỏ đầu bỏ đuôi và chẻ đôi ra. Xong rồi đây. Sau khi cắt tôm ra làm đôi chúng ta sẽ bỏ một số cái đường gân ở trên sống lưng của tôm. Bây giờ thì tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta chỉ cần cuốn gỏi nữa thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng nước lọc để thoa đều lên mặt bánh tráng, một ít xà lách, một ít giá, dưa leo, bún, rau thơm. Rồi chúng ta cuốn một vòng như thế này. Dạ. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng tôm để lên trên. Đây, xen kẽ tôm là một miếng thịt như thế này. Chúng ta sẽ gấp hai đầu lại. Dạ. Một cọng hạ thế vô đây và cuốn đều tay và chặt tay nữa đúng không? Đúng rồi. Như vậy là chúng ta sẽ có được một cuốn gỏi tôm vừa có tôm, thịt rất đều và đẹp đúng không? Anh Huy ơi, bây giờ thì anh Huy cho em cuốn thử đi. Rồi, đầu tiên là bánh tráng hoa nước. Bây giờ là cái salad. Salad. Giá. Dưa leo. Bún. Bún đúng không? Đúng rồi. Mình cuộn lại một vòng đúng không anh Huy? Tiếp đến là tôm. Tôm, đúng rồi. Thịt ở chính giữa. Đây ha. Bây giờ là một cọng hẹ. Đúng rồi. Cuốn lại. Cuốn lại. Tèm tèm. Cũng đẹp quá chứ. Cũng quá đẹp chứ.
Như vậy là đạt rồi. Rồi bây giờ anh mời Ngọc Hương thưởng thức những cái gỏi cuốn Ngọc Hương vừa cuốn xong nha. Dạ. Hãy thưởng thức thành quả lao động của mình chứ. Anh Huy cũng ăn luôn đi. Anh cũng ăn luôn. Rất là ngon luôn đó anh Huy. Gỏi cuốn thì rau thì tươi, tôm thịt thì ngọt. Đặc biệt là nước sốt của Mazone với sốt tương trộn lại với nhau. Ăn thật là lạ miệng, rất là ngon. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, rất hy vọng nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị khán giả xem đài để chương trình mỗi ngày một hấp dẫn, bổ ích và phong phú hơn. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về hộp thư bưu điện số 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc có thể gọi trực tiếp đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto theo số 061-383-4455. Và quý vị khán giả thân mến, hãy nhanh chóng liên lạc với chương trình, bởi vì mỗi tháng chương trình Món Ngon Mỗi Ngày sẽ dành 1.000 phần quà. Đó là những sổ tay hướng dẫn nấu ăn cho quý vị khán giả. Hãy cùng đồng hành với chúng tôi qua chương trình Món Ngon Mỗi Ngày quý vị nhé. Còn bây giờ, Ngọc Hương và anh Huy xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.